Chào mừng bạn đã quay trở lại. Chúng ta tiếp tục nha các bạn. Video trước thì chúng ta đã hoàn thành xử lý xong phần master layout như các bạn đang nhìn thấy. Và hiện tại chúng ta đã có sự liên kết giữa các màn hình với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý sang phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ xử lý cho phần validation. Và cụ thể chúng ta sẽ validation cho form thêm mới sản phẩm ở đây. Đó. Để validation thì chúng ta sẽ xử lý ở trong view product form. Cái này các bạn nhé, mình sẽ tắt hết tất cả các file khác đi. Đó, ở trong đây chúng ta sẽ có một cái form như thế này. Ok chưa? Và chúng ta sẽ phải viết thêm một phần script ở đây. Cho phần xử lý cho phần script. Đó, và chúng ta sẽ export nó ra như thế này. Mình copy ở đây cho nhanh. Chúng ta nên đặt tên ở đây các bạn nhé. Chúng ta nên đặt tên ở đây, ví dụ như là product chẳng hạn. Đó, name. Tên của cái component này đấy sẽ là product form. Đó, được chưa? Và trong đây chúng ta có gì? Trong đây chúng ta có data giống như view thôi. Đó. Rồi, chúng ta có gì nữa? Chúng ta sẽ có methods ở trong đây. Methods. Thì như mình giới thiệu ngay từ ban đầu ấy, chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ một cái thư viện liên quan đến validate ở bên ngoài, mà chúng ta tự viết để các bạn hiểu được bản chất và cái cách xử lý ở bên trong này nó như thế nào. Đó. Ở đây chúng ta xử lý nó giống như bình thường thôi, giống như chúng ta làm việc với form của JavaScript thôi, nhưng nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều các bạn nhé. Trong đây chúng ta sẽ tạo ra một cái product, một cái product attribute với các giá trị là name. Đó, chúng ta sẽ có price như thế này, và chúng ta có description như thế này. Đó, ok chưa? Thì mặc định ban đầu các giá trị này nó bằng rỗng như các bạn đang nhìn thấy. Được chưa? Trong method này chúng ta sẽ có phương thức là save. Khi chúng ta click thì chúng ta sẽ nhấn save. Được chưa các bạn? Và khi chúng ta nhấn save thì chúng ta sẽ nhận được giá trị ở đâu? Chúng ta sẽ bắt được cái sự kiện là submit. Sẽ bằng save như thế này. Đó. Các bạn thử này. Đó. Các bạn thấy là mỗi lần chúng ta nhấn ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị load lại trang. Có đúng không? Đây, trang của chúng ta nó sẽ bị load lại như thế này. Mình sẽ alert lên để các bạn nhìn thấy rõ hơn điều này. Đó, đây, click vào. Đó, chúng ta đang bị load lại như thế này. Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào đây? Đây. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta quay trở lại đây. Mình sẽ zoom lớn lên đi. Chúng ta sẽ sử dụng cái submit.prevent này. Đó. Thì các bạn sẽ không bị load lại trang nữa. Đó. Ok chưa? Và mỗi lần chúng ta submit vào save thì chúng ta sẽ làm gì? Các bạn thử console log git.product. Chúng ta lấy ra thông tin product ở đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy. Nó sẽ như thế này. Đó. Ok chưa? Thì lúc này chúng ta có thông tin product, và thông tin này chúng ta cần là khi người dùng nhập vào đây, nhập thông tin vào đây thì chúng ta sẽ phải lấy được nó. Ok chưa? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng vModule để chúng ta mapping với cái input này, binding data đấy. Được chưa các bạn? Binding với biến nào? Với biến product.name. Đó, và chúng ta có biến product.price ở đây. Và có thêm biến product.description nữa. Nó sẽ đơn giản như thế này các bạn nhé. Đây, và chúng ta sẽ có biến product description. Đó, ok chưa? Lúc này các bạn thử nhập liệu này, ví dụ các bạn test này một vài con số, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có đủ dữ liệu mà chúng ta vừa nhập vào. Ok chưa? Đó, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải thực hiện validate form. Cụ thể ở đây đó là gì? Đó là khi chúng ta không nhập gì thì chúng ta sẽ phải validate form được. Ok chưa? Vậy thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái validation ở đây đi. Được chưa? Được chưa các bạn? Đó. Và chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ kiểm tra đơn giản như thế này. Nếu mà git trỏ lên product.name mà không tồn tại, chúng ta sẽ bắn ra một cái báo lỗi. Đó. Báo lỗi này chúng ta sẽ thông báo nó ở đâu? Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến error số nhiều như thế này. Nó là một cái object. Và cái error này chúng ta tạm hiểu với nhau đó là gì? Trong cái error này sẽ chứa nhiều lỗi. Mỗi lỗi sẽ tương ứng với một cái input. Ví dụ đối với name sẽ có một error là name.
Đối với price chúng ta có một cái error là price, và đối với description đó nó sẽ có một cái error là description như thế này. Được chưa các bạn? Để làm gì? Để khi mà chúng ta nhập liệu, nếu mà không có name chẳng hạn, khi người dùng nhập liệu vào, nhập dữ liệu vào nếu không có name thì chúng ta sẽ thông báo ra một cái lỗi, hay nói chính xác là gán vào error name này một cái lỗi, ví dụ như là pre, hay là mình sẽ để là product, product name is required chẳng hạn, name là required, thì nó sẽ hiểu là product name này của chúng ta nó là cái bắt buộc phải nhập. Ok chưa? Lúc này mình sẽ console log cái error này, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có cái lỗi như thế này. Đây, các bạn ngay lập tức có thể nhìn thấy này. Chắc chắn là các bạn sẽ chưa nhìn thấy ngay bởi vì chúng ta chưa gọi đến validate. Đó, lúc này chúng ta zip trỏ đến validate như thế này, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn được cái thông tin như thế này. Đó. Ok chưa? Tên này bắt buộc phải nhập. Nhưng giả sử chúng ta nhập tên rồi thì cái này nó sẽ phải không báo nữa, thì có nghĩa là gì? Mặc định khi vào đây, mình sẽ khi mà validate ấy, mình sẽ xử lý là set lại cái giá trị cho cái biến error này của chúng ta như thế này. Đó, ban đầu vào set lại. Thì lúc này các bạn chạy lại lên này, nếu không nhập gì nó báo lỗi ở đây. Đó, vui lòng nhập tên, được chưa? Nhưng khi chúng ta nhập rồi chẳng hạn, đây nhá. Đó, bây giờ chúng ta nhập test name chẳng hạn. Các bạn nhấn thì nó sẽ phải không còn lỗi nữa. Đó, ok chưa? Lúc này mình sẽ xử lý cái phần lỗi này để hiển thị lên trên màn hình, thì chúng ta sẽ hiển thị nó như thế nào. Thì chúng ta xử lý thông qua các directive có sẵn của view thôi, như là vif chẳng hạn, chúng ta kiểm tra nó như thế này. Nếu ở đây mình sẽ sử dụng thông qua cái binding class, thông qua cái vbin như thế này, v trừ bin class như thế này, được chưa các bạn? Thì có phải là chúng ta sẽ có một cái ví dụ như mình đặt tên là invalid như thế này. Đó, có nghĩa là nếu mà thằng này có lỗi thì mình sẽ hiển thị nó ra, thì sẽ là error name mà tồn tại ấy. Thì mình sẽ hiển thị show cái invalid này, add cái class vào cho nó đấy. Đây, đó thì nó sẽ có màu đỏ, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có màu đỏ này. Đây, được chưa? Invalid đây là cái class của Bootstrap thôi, chúng ta thêm vào thì nó sẽ hiển thị màu đỏ thôi, được chưa? Đó, ví dụ ở đây mình sẽ để test thì nó sẽ không báo lỗi nữa nếu chúng ta nhập. Đó, ok chưa? Đồng thời mình cũng muốn là thông báo lỗi ra nữa, thì mình sẽ có một cái div có class là gì? Chúng ta sẽ có một cái div có class là feedback invalid như thế này. Đấy, ví dụ mình để đây với một cái lỗi cụ thể như thế này, và mình sẽ để error name như thế này để các bạn nhìn thấy luôn được cái gì, cái message lỗi của nó là gì ở đây các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ chạy nó lên. Đó, nó sẽ báo là product name is required, cái feedback này có vẻ như là mình viết sai đấy. Mình sẽ xem cái class feedback của thằng Bootstrap nhé, nó tên là gì, thì để mình lấy đúng chính xác của nó. Đây, các bạn có thể xem ở đây chúng ta có một cái là invalid feedback các bạn. Invalid feedback nó sẽ như thế này. Đó, valid feedback này, invalid feedback. Đó, thì chúng ta để nó như thế này. Ok chưa? Đó, và chúng ta đưa nó vào đây. Chúng ta quay trở lại đây, các bạn sẽ nhìn thấy đó, nó sẽ có màu đỏ như thế này. Còn nếu mà nhập test name thì nó sẽ không báo lỗi nữa nếu nhấn save. Ok chưa các bạn? Đó, rồi, nó sẽ báo lỗi như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái điều kiện vào đây, hoặc là không cần thêm, nhưng chúng ta nên thêm về vif nếu mà tồn tại cái error name thì chúng ta mới show nó ra. Test, ok, đó, được chưa? Còn không thì chúng ta sẽ không báo lỗi. Nhưng mình muốn là khi người dùng họ thay đổi, ví dụ kích vào đây, nhập như này thì không sao, nhưng bỏ như này sẽ phải báo lỗi ngay, không cần nhấn save. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái sự kiện ở đây cho thẻ input này của chúng ta nữa, đó là sự kiện blue. Đó, chúng ta sẽ gọi đến validate luôn. Đó, đây là cách làm, chúng ta không dùng thư viện gì cả. Ví dụ chúng ta để là test, ok, không lỗi. Nhưng bỏ ra như thế này thì chúng ta sẽ phải có lỗi. Đó, không cần phải nhấn save. Test, ok, đó, được chưa các bạn? Đó, rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Chúng ta sẽ validate cho price thì cũng sẽ tương tự thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phần này. Chúng ta sẽ xử lý cho price. Đây, nếu mà
product của cái gì, của price đó, mà không có thì chúng ta cũng sẽ để là product price is required đó, được chưa, được chưa các bạn. Đó, và quay trở lại cái form ở trên này, chúng ta cũng sẽ báo lỗi nó ra bằng cách là chúng ta sẽ xử lý cái đặt cái div này ở đây đó, ok chưa. Chúng ta xuống dòng như này để nhìn cho nó dễ thôi. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái validate này vào đây cho cái input price này của chúng ta. Đó, được chưa các bạn? Đây của chúng ta sẽ là price. Đây sẽ là price và đây sẽ là price. Đó, ok chưa? Lúc này chúng ta bỏ ra này. Chúng ta nhấn này. Đó, nó chưa báo lỗi gì. Thì chúng ta cần phải check lại ở đây xem là error price của chúng ta nó đã đúng chưa, và cái xử lý ở dưới này của chúng ta đã gán đúng lỗi chưa, thì hiện tại là chưa. Đó, được chưa? Lúc này các bạn thấy này, chúng ta sẽ có cái lỗi như này. Nếu price nhập vào là string, chúng ta cũng sẽ phải báo lỗi các bạn nhé. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái method để chúng ta kiểm tra, ví dụ enumber đây. Được chưa? Nó sẽ nhận vào một cái value. Và chúng ta sẽ check như thế nào? Thì mình có chuẩn bị một cái cách check cho enumber ở đây. Chúng ta sẽ check theo cái cú pháp đơn giản như thế này thôi. Là chúng ta có thể bắt được cái lỗi là gì? Chúng ta có thể bắt được cái lỗi nếu nhập không phải là số. Được chưa? Thì chúng ta chỉ cần bắt theo đúng cái cú pháp này. Thì cái hàm này sau này các bạn đi làm, các bạn muốn dùng nó thì các bạn có thể sử dụng lại cái hàm này. Được chưa? Thì mình sẽ kiểm tra thêm một cái cây nữa ở đây là elif. Nếu zip trỏ đến cái hàm enumber của cái zip.product này, .product.price, đó, .price như thế này mà phủ định, có nghĩa là trả false ấy, thì chúng ta sẽ báo một cái lỗi tiếp theo cho cái price này của chúng ta là enumber. Đấy, must be number chẳng hạn như vậy. Must be number. Đó, ok chưa? Lúc này chúng ta thử này, nếu chúng ta nhập chuỗi sẽ báo lỗi, nếu chúng ta nhập số, ok. Đó, được chưa các bạn? Phần product description thì chúng ta cũng sẽ báo lỗi, nhưng đơn giản là chúng ta bắt buộc nhập thôi. Thì chúng ta sẽ báo lỗi như thế này các bạn nhé. Đây, description mình sẽ thay đổi tên đây thôi, y thì qua. Đó, quay trở lại cái form này, các bạn nhìn thấy này, copy nên là khá là nhanh, được chưa? Đây, phần xử lý ở đây. Rồi, chúng ta quay trở lại cái form này thì chúng ta sẽ thêm cái báo lỗi này cho description thôi. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái thông báo lỗi cho biến product description ở đây, được chưa các bạn? Và đồng thời chúng ta sẽ đưa vào cái gì, đưa vào cái sự kiện on true khi change đó, và mình sẽ đưa thêm cái vbin class cho trường hợp là gì, cho trường hợp là description. Đây. Đó, lúc này chúng ta thử này, chúng ta sẽ có lỗi, được chưa? Test bỏ ra, ok. Đó, giả sử sau khi chúng ta có gì, sau khi chúng ta đã validate xong rồi, có đủ dữ liệu rồi, thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế này các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái biến let flash invalid ở đây, sẽ bằng gì, sẽ bằng true. Ban đầu nó sẽ bằng true, cứ khi nào có lỗi thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng false. Đó, this chấm, à đâu, sorry các bạn, chúng ta chỉ cần invalid bằng false ở đây như thế này. Cứ khi nào có lỗi là chúng ta gán cho nó bằng false. Đó, đó, ok chưa? Đó, thì có phải là mỗi lần chúng ta submit chúng ta sẽ gọi đến invalid và chúng ta console log thử xem là chúng ta đã nhập liệu đủ hay chưa? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái kết quả console log của invalid này trả về true hay false. Thì ở đây của chúng ta sẽ return một cái là invalid như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, quay trở lại đây, chúng ta sẽ chạy nó lên này. Các bạn nhìn thấy là khi chúng ta không nhập gì và nhấn thì nó sẽ báo là false. Đó, còn khi chúng ta nhập là test name, đó, sau đó nhập giá như thế này là chuỗi. Đó, chúng ta nhấn vẫn là false, nhưng nếu ở đây chúng ta nhập là số, chắc chắn rồi chúng ta sẽ nhận được giá trị là true. Và chúng ta chỉ thực hiện insert khi mà invalid. Đây, nếu mà validate thành công đấy, được chưa? Ok, nếu cái này true, pass qua validate rồi ạ, thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ gọi đến cái gì? Chúng ta sẽ gọi đến API để chúng ta thêm mới sản phẩm các bạn nhé.
Đó, thì công việc gọi đến API như thế nào, mình sẽ để ở video tiếp theo để các bạn cảm thấy nó đỡ bị quá tải. Ok chưa? Các bạn hãy xử lý cái phần validate form này ở dưới máy của mình. Chúc các bạn học tốt.